Sáng nay, mùng 9 tháng Giêng, tại chùa Ngoạ Vân, xã Bình Khê, thị xã Đông Triều, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh phối hợp với thị xã Đông Triều tiến hành các nghi lễ tâm linh Xuân Nhâm Dần 2022. Các tăng ni Phật tử và lãnh đạo nhân dân địa phương thành kính dâng hương tưởng nhớ sự nghiệp và công đức to lớn của Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông, vị vua anh hùng của một triều đại anh hùng, người đã lãnh đạo quân dân nhà Trần hai lần chiến thắng giặc Nguyên Mông xâm lược, bảo vệ non sông bờ cõi Đại Việt. Ở đỉnh cao danh vọng, Ngài đã nhường ngôi cho con, chuyên tâm theo đuổi sự nghiệp tu hành và đã hợp nhất các dòng thiền, sáng lập ra thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, dòng thiền thuần Việt có tư tưởng nhập thế gắn đạo với đời. Yên Tử là nơi Phật Hoàng tu hành, giảng pháp, độ tăng, và Ngoạ Vân là nơi kết thúc trọn vẹn quá trình tu luyện và thành Phật của Ngài vào ngày 1 tháng 11 âm lịch năm 1308. Theo thông lệ, Hội Xuân Ngoạ Vân được khai mạc vào ngày 9 tháng Giêng hàng năm. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đây là năm thứ ba chùa Ngoạ Vân không mở hội theo truyền thống và chỉ thực hiện các nghi lễ tâm linh tưởng nhớ Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông và cầu quốc thái dân an. Các nghi lễ hạn chế số lượng người tham gia, thực hiện theo mô hình nhỏ, bảo đảm trang nghiêm, thành kính, tuân thủ đầy đủ yêu cầu phòng chống dịch. Đây là lần đầu tiên em đến với chùa An Ngoạ Vân ạ. Em thấy là công tác phòng chống dịch và ý thức tự phòng tránh của du khách hành hương cũng rất là tốt ạ. Thế nên là đến đây em cũng rất là yên tâm ạ. Cùng với cái việc công tác thông tin tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, thì cái việc đảm bảo công tác phòng chống COVID trên địa bàn của thị xã nói chung cũng như là công tác phòng chống dịch bệnh COVID tại các di tích, điểm di tích nhà Trần thì cũng đã được đảm bảo. Hành hương về Ngoạ Vân, thánh địa của Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam ngày đầu xuân, là dịp để người dân, Phật tử, du khách dâng hương tri ân công đức to lớn của Phật Hoàng Trần Nhân Tông và tôn vinh những giá trị tư tưởng của Thiền phái Trúc Lâm. Chùa Am Ngoạ Vân, nơi Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn, đã trở thành điểm đến tâm linh mỗi độ Tết đến xuân về.